Thưa quý vị, chương trình Tiên tri bóng đá được tổ chức trên website nguyễnkim.com đã đi được 1/3 chặng đường. Và căn cứ vào kết quả người chơi tham gia dự đoán ở vòng thứ 21, chúng tôi đã xác định được giải thưởng, giải cao nhất cho khách hàng là Phạm Minh Tuấn với số điểm là 13 điểm. Đứng số điểm ở vị trí thứ 2 thì có tới 7 người chơi có cùng số điểm. Và ở vị trí thứ 3 là có 4 người chơi có cùng số điểm. Chính vì thế hôm nay công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim đã nghiêm túc tổ chức buổi rút thăm xác định giải thưởng dành cho người chơi tham gia dự đoán chương trình Nguyễn Kim tiên tri bóng đá. Tham dự chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phan Linh Phương, phó giám đốc marketing. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của người chơi Huỳnh Lâm Tuấn có số điểm dự đoán là 12 điểm và người chơi Nguyễn Tấn Vĩ cũng có số điểm là 12 điểm. Chúng tôi xin được thông báo lại cái cơ cấu giải thưởng của vòng 21 giải Ngoại hạng Anh. Giải thưởng bao gồm là một giải nhất, một iPad mini, Wi-Fi cellular 16GB, một giải nhì là một điện thoại Samsung Galaxy Win, ba giải ba, mỗi giải là một tablet Acer Inconia, 5 giải khuyến khích là mỗi giải là một phiếu mua hàng Nguyễn Kim trị giá 1 triệu đồng một giải. Và sau đây thì chúng tôi xin thông báo danh sách người chơi đã dự đoán vòng 21 giải Ngoại hạng Anh có số điểm cao nhất. Đứng ở vị trí thứ nhất là người chơi Phạm Minh Tuấn, số điện thoại 0916 101388, số chứng minh nhân dân 16311170003, có tổng điểm dự đoán là 13 điểm. Người chơi Huỳnh Lâm Tuấn ở số điện thoại 0976269810, số chứng minh nhân dân 35162 4341, có tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Người chơi Nguyễn Hữu Hiệp ở số điện thoại 0122812469, số chứng minh nhân dân 38085 7357, có tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Người chơi Nguyễn Kim Ngân ở số điện thoại 0165710 5656, số chứng minh nhân dân 20529675, có tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Người chơi Nguyễn Tấn Vĩ, số điện thoại 0167 459 3452, số chứng minh nhân dân 21226171, có tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Người chơi Nguyễn Thị Thanh, số điện thoại 0947171777, số chứng minh nhân dân 13130 5988, có tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Người chơi Nguyễn Văn Hiếu, số điện thoại 0918182858, số chứng minh nhân dân 11133 8429, có tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Người chơi Phạm Việt Anh, số điện thoại 0975764079, số chứng minh nhân dân 14511745, có tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Người chơi Hoàng Thu Điệp, số điện thoại 0985435428, số chứng minh nhân dân 0820466038, có tổng điểm dự đoán là 11,5 điểm. Người chơi Mai Văn Quý ở số điện thoại 0976860186, số chứng minh nhân dân 17358910, có tổng điểm dự đoán là 11,5 điểm. Người chơi Phan Đình Hải Sơn, số điện thoại 0907150883, số chứng minh nhân dân 02553-2727, có tổng điểm dự đoán là 11,5 điểm. Người chơi Trần Thị Huế, số điện thoại 0164595669, số chứng minh nhân dân 24111-3753, có tổng điểm dự đoán là 11,5 điểm. Với kết quả này thì giải nhất đã được xác định trúng giải. Ban tổ chức sẽ tiến hành rút thăm để xác định người chơi trúng 1 giải nhì, 3 giải 3 và 5 giải khuyến khích, đúng theo cơ cấu giải thưởng dành cho người chơi dự đoán vòng thứ 21 của giải Ngoại hạng Anh, là những người chơi hợp lệ, đảm bảo đúng theo các thể lệ quy định của chương trình. Sau đây thì tôi xin được giới thiệu sơ qua về cái chi tiết về cái trình tự rút thăm. Trước tiên, ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm 7 lá phiếu của 7 người chơi
có cùng số điểm dự đoán là 12 điểm để rút thăm xác định giải thưởng. Lượt 1 thì chúng ta sẽ tiến hành rút thăm một phiếu để xác định cho một người chơi nhận được giải nhì, trúng giải nhì. Lượt 2 thì chúng ta sẽ tiến hành rút 3 lá phiếu để xác định 3 người chơi sẽ trúng giải 3. Và lượt thứ 3, 3 lá phiếu còn lại trong thùng thăm có cùng số điểm đứng cao ở vị trí thứ 2 thì sẽ được xác định là trúng 3 giải khuyến khích. Tiếp theo thì ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm 4 lá phiếu của 4 người chơi có cùng số điểm dự đoán là 11,5 điểm để rút thăm xác định 2 người chơi trúng giải khuyến khích còn lại. Sau đây thì chúng ta sẽ tiến hành cái phần rút thăm để xác định người chơi trúng giải nhì, giải ba và giải khuyến khích. Thấy trên màn hình là phiếu của người chơi Huỳnh Lâm Tuấn. Số điện thoại 0976268910, số chứng minh nhân dân 351624341, có tổng điểm là 12 điểm. Và đây là phiếu thăm của người chơi Nguyễn Hữu Hiệp, số điện thoại 0122812499, số chứng minh nhân dân 380857357, có tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Và đây là phiếu thăm của người chơi Nguyễn Kim Ngân, số điện thoại 0165710 5656, số chứng minh nhân dân 20529625, tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Và đây là phiếu thăm của người chơi Nguyễn Tấn Vĩ, số điện thoại 0167459 3452, số chứng minh nhân dân 212261715, tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Đây là phiếu thăm của người chơi Nguyễn Thị Thanh, số điện thoại 0947171777, số chứng minh nhân dân 13130 5988, tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Đây là phiếu thăm của người chơi Nguyễn Văn Hiếu, số điện thoại 0918182858, số chứng minh nhân dân 111338429, tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Và cuối cùng là phiếu thăm của người chơi, trong 7 người chơi có cùng số điểm 12, là phiếu thăm của người chơi Phạm Việt Anh, số điện thoại 0975764079, số chứng minh nhân dân 14511745, tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Vâng, đây là 7 phiếu thăm của 7 người chơi có số điểm dự tổng điểm dự đoán cao thứ hai với cùng điểm là 12 điểm. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành rút thăm ở lượt thứ nhất để xác định người chơi trúng giải nhì. Tham dự tại đây ngày hôm nay thì có 2 người chơi ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cũng nằm trong danh sách người chơi đạt số điểm cao thứ nhì. Thì xin được mời người chơi anh Huỳnh Lâm Tuấn sẽ lên tiến hành thực hiện rút thăm ra một lá phiếu để xác định một giải thưởng. Anh có thể đảo nó lên. Vì đây có 7 cái phiếu thăm thôi, cho nên là để đảm bảo cho cái sự công bằng và minh bạch thì ta phải đảo của phiếu thăm lên. Nhiều khi là người chơi ngồi đây và nhìn vấn đề nhìn thấy lá phiếu của mình ở vị trí nào, cho nên là mình phải đảo lên để đảm bảo cái sự minh bạch và công bằng cho những người chơi không có tham dự tại đây. Nào.
Và chúng ta xin được chúc mừng người chơi Nguyễn Hữu Hiệp, số điện thoại 0122812494699, số chứng minh nhân dân 38085757 đã trúng được giải nhì. Xin chúc mừng anh. Vâng, xin cảm ơn anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành rút thăm lượt thứ hai. Chúng ta sẽ tiến hành rút thăm ra 3 lá phiếu để xác định 3 người chơi sẽ đạt trúng được giải 3. Và xin mời anh Vĩ. Anh Vĩ cũng là người chơi có tổng điểm dự đoán cao thứ nhì trong 7 người chơi có tổng điểm dự đoán cao thứ nhì. Và xin được chúc mừng người chơi Phạm Việt Anh. Phạm Việt Anh ở số điện thoại 0975764079, số chứng minh nhân dân 145117145. Vâng, anh là người chơi đầu tiên được trúng giải 3. Và chúng ta sẽ rút thăm ra 2 lá phiếu nữa. Anh giúp đỡ. Rút ra tên mình ha. Được ạ. Và xin được chúc mừng người chơi Nguyễn Kim Ngân ở số điện thoại 0165710 5656, số chứng minh nhân dân 20529 6275. Và bây giờ sẽ là người chơi cuối cùng, một lá phiếu cuối cùng chúng được giải ba. Vâng, xin được chúc mừng anh Nguyễn Tấn Vĩ. Anh Nguyễn Tấn Vĩ đã bốc thăm được giải 3 cho chính bản thân mình. Anh Nguyễn Tấn Vĩ số điện thoại 0167459 3452, số chứng minh nhân dân 21226 1715. Vâng, như vậy là chúng ta đã xác định được một người chơi đạt giải nhì, 3 người chơi đạt giải 3. Cảm ơn anh. Và theo như thể lệ của chương trình mà tôi vừa công bố thì 3 lá phiếu còn lại trong thùng thăm bây giờ thì đương nhiên sẽ là trúng 3 giải khuyến khích. Vâng, chúng tôi xin được thông báo 3 giải khuyến khích sẽ thuộc về người chơi Nguyễn Thị Thanh, số điện thoại 0947171777, số chứng minh nhân dân 13130 5988. Người chơi thứ hai là giải khuyến khích là anh Nguyễn Văn Hiếu, số điện thoại 0918182858, số chứng minh nhân dân 11133348429. Và người chơi cuối cùng đạt giải khuyến, người chơi thứ ba đạt giải khuyến khích là anh Huỳnh Lâm Tuấn, số điện thoại 0976269810, số chứng minh nhân dân 35162431. Vâng, và như vậy thì chúng ta đã xác định được một giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Như vậy theo thể lệ chương trình thì chúng ta sẽ còn 2 người chơi nữa sẽ có cơ hội trúng được giải khuyến khích. Và như thông báo ở đầu chương trình thì có 4 người chơi có cùng số điểm cao tiếp theo, đó là 11,5 điểm. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ cái lá phiếu này vào thùng thăm để tiến hành bốc thăm ra 2 giải khuyến khích còn lại. Vâng. Đầu tiên là phiếu thăm của người chơi Hoàng Thu Điệp ở số điện thoại 0985435428, số chứng minh nhân dân 0820466638. Tổng điểm dự đoán là 11,5 điểm.
Phiếu thăm của người chơi Mai Văn Quý, số điện thoại 0976 860 186, số chứng minh nhân dân 173589 610, tổng điểm dự đoán là 11,5 điểm. Phiếu thăm của người chơi Phan Đình Hải Sơn, số điện thoại 0907 150 883, số chứng minh nhân dân 02553272, tổng điểm dự đoán 11,5 điểm. Và phiếu thăm cuối cùng là của người chơi Trần Thị Huế, số điện thoại 0164 5955669, số chứng minh nhân dân 24111 3753, tổng điểm dự đoán là 11,5 điểm. Vâng, thưa quý vị, tham dự buổi rút thăm ngày hôm nay còn có sự tham dự của người chơi là Mai Văn Quý, ở số điện thoại 0976 860 186. Anh đạt được tổng số điểm dự đoán là 11,5 điểm. Bây giờ thì xin mời bạn Quý sẽ cùng lên đây để rút hai lá phiếu xác định cho hai người chơi sẽ đạt được giải khuyến khích. Còn là đảng lên. Bạn đảo nữa lên. Bởi vì chúng ta có 4 lá phiếu thôi thì nó để đảm bảo công bằng cho những người chơi không ngồi tham dự ở đây. Thì chúng ta sẽ đảo ra được rồi, bây giờ thì bạn có thể rút được rồi. Vâng, xin được chúc mừng người chơi Phan Đình Hải Sơn ở số điện thoại 0907 150 883, số chứng minh nhân dân 02553272. Và bây giờ là phiếu thăm cuối cùng. Mọi người mong rằng bạn sẽ may mắn. Vâng, xin được chúc mừng người chơi Trần Thị Huế, số điện thoại 0164 5955669, số chứng minh nhân dân 24111 3753, có tổng điểm dự đoán 11,5 điểm, là người chơi cuối cùng đã nhận được giải khuyến khích của chương trình. Xin cảm ơn bạn. Thưa quý vị, sau thời gian làm việc nghiêm túc khẩn trương với sự giám sát chặt chẽ của ban tổ chức và của người chơi, cũng như là được ghi hình lại hết sức là minh bạch, thì chúng tôi đã xác định được ra 9 người chơi đã nhận được 1 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Chúng tôi xin được thông báo danh sách những người chơi đã trúng thưởng vòng 21 của giải Ngoại hạng Anh. 1 giải nhất là 1 iPad mini 16GB, đã thuộc về người chơi Phạm Minh Tuấn ở số điện thoại 0916 101 388, số chứng minh nhân dân 16311 7003, với tổng điểm dự đoán là 13 điểm. Giải nhì là 1 điện thoại Samsung Galaxy Win, đã thuộc về người chơi Nguyễn Hữu Hiệp ở số điện thoại 0122 812 4699, số chứng minh nhân dân 38085757, với tổng điểm dự đoán là 12 điểm. 3 giải 3, mỗi giải là 1 tablet Icona B1, đã thuộc về người chơi Phạm Việt Anh, số điện thoại 0975764079, số chứng minh nhân dân 14511714545, tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Người chơi Nguyễn Kim Ngân ở số điện thoại 0165710 5656, số chứng minh nhân dân 20529 6275, tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Người chơi Nguyễn Tấn Vĩ ở số điện thoại 0167 459 3452, số chứng minh nhân dân 21226 1715, tổng điểm dự đoán là 12 điểm.
Và cuối cùng là 5 người chơi đã đạt được giải khuyến khích. Mỗi giải là một phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng. Người chơi Nguyễn Thị Thanh ở số điện thoại 0947171777, số chứng minh nhân dân 111305988, tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Người chơi Nguyễn Văn Hiếu ở số điện thoại 0918182858, số chứng minh nhân dân 111338429, tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Người chơi Huỳnh Lâm Tuấn ở số điện thoại 0976269810, số chứng minh nhân dân 35162431, tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Người chơi Phan Đình Hải Sơn ở số điện thoại 0907150883, số chứng minh nhân dân 02553272, với tổng điểm dự đoán là 11,5 điểm. Người chơi Trần Thị Huế ở số điện thoại 0164595669, số chứng minh nhân dân 24111753, với tổng điểm dự đoán là 11,5 điểm. Một lần nữa xin được chúc mừng những người chơi đã đạt được giải thưởng của chương trình. Xin chúc cho quý vị sẽ tiếp tục may mắn khi tham gia chương trình Nguyễn Kim Tiên Tri Bóng Đá.